Trại bò Tư Chiến chào khách. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2021. Trong trại bò mình gồm có ba bi, thóc kem, bò lở nhiều. Tổng trại bò mình có 6 bò lở, còn cái lô nhỏ bên kia. Tiếp tục ngày mai về 2 xe gồm có ba bi, thóc kem. Cái lô này bò lở, thóc kem màu lam lam, màu trắng lam lam với ba bi. Có hai con nhỏ hơn chấm còn như bò lỡ. Bò này 7 tháng mấy rồi, bò lứa bò hết. Nguyên cái lô này là rất là đều. Đây, đoàn rất là dài, xương to. Địa chỉ của trại lộ DT19 gần Quý Bang, xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Xem xét dụng chốt bò thì có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Trại bò mình có xe nhà hai con ba con cũng giao luôn. Quý khách có thời gian đến với trại xem chốt giá. Quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, viêm vai, xương lưng, bản đùi để quý khách xem cụ thể hơn, dễ phân biệt. Cái lô bò này thì chiều cao của bò thì 1m2, mấy con là đều nhau là 1m2, chỉ có con 1m3, hai con 1m3 còn như là 1m2. Với hai con nhỏ hơn hay một chấm thì nó 1m1. Hai con 1m1, còn nguyên cái lô này là 1m2. 1m2 năm phân. Bò này đâm ghim sáu dàm được hết rồi, lớn bò. Bò bê, mấy con màu đen là bò bê, còn mấy con màu trắng lam lam thì bò Pháp. Lâu này rất là đều, chỉ có con này nè, con này với con này là nó nhỏ hơn mấy con kia là khoảng 1.5 bò, còn mấy cái lô kia thì nó đều nhau và lỡ lứa. Chân trắng rất là to, đòn dài, mình tuyển chọn rồi những con nái lớn nền sau này và con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Nguyên cái lô bà bê phát kem. Ngày mai tiếp tục về hai xe gồm có bà bê phát kem. Có anh chàng này anh vô anh mua bò, bò béo vô coi xem anh.